Phản ứng cực phũ của Lê Âu Ngân Anh khi chồng sắp cưới được netizen gọi là nam thần. Lê Âu Ngân Anh bày tỏ sự bất ngờ khi biết chồng là nam thần trong lòng một số khán giả. Chỉ còn chưa đầy một tháng hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sẽ chính thức trở thành vợ người ta. Tiệc báo hỷ của cô và chồng sắp cưới sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 11 sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào hồi tháng 5 vừa qua, hiện tại cặp vợ chồng son đang vô cùng tất bật để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Mới đây trên trang cá nhân, nàng hậu đã vui vẻ chia sẻ cảm xúc khi chồng được một bộ phận khán giả gọi là nam thần. Phản ứng cực phũ của cô nàng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và không ngừng bàn tán. Người đẹp cho biết, bản mặt ngáo ngơ này mà sao được dân tình gọi là nam thần hay dữ vậy? Qua động thái này, một số khán giả suy đoán Lê Âu Ngân Anh không hề quá để tâm việc chồng sắp cưới trở thành nam thần trong lòng không ít người. Ngược lại cô nàng còn khá vui vẻ và có tâm lý thoải mái khi ông xã nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ cư dân mạng. Chồng của nàng hậu tên là Phan Tony, hiện anh đang giữ vai trò biên tập viên MC tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm khi Lê Âu Ngân Anh công bố hình ảnh của chồng sắp cưới, diện mạo điển trai cùng vóc dáng cao ráo của Phan Tony đã gây sốt cõi mạng. Không ít khán giả trẻ đã ưu ái sử dụng biệt danh nam thần dành cho anh chàng.